Thư sư gần đây trên mạng xã hội có lan truyền đoạn bài giảng của một thầy giải thích mật hạnh, nghĩa là mật dụ. Quan điểm của sư vấn đề này như thế nào? Thì dẹp qua một bên. Quý vị thấy là mật hạnh mà nó đổi qua mật dụ, quý vị thấy biết rồi là đi xa quá, đi xa ra khỏi tầm vũ trụ này luôn rồi. Sư và vị đó không cùng một cái vũ trụ cho nên là nói không tới. Đơn giản thế thôi. Có những con người họ giải rồi là nó vượt ngoài tam giới, tức là giới ba cái, giới ba giờ lần cũng không tới, vượt ngoài tam giới. Thì thôi mình đừng có nói tới họ, nó khổ lắm. Giống như bây giờ quý vị vô trong cái bệnh viện tâm thần mà mình ngồi để mình lý luận với cái người tâm thần vậy đó. Cái vấn đề không phải là người tâm thần họ nói sai, cái vấn đề không phải là quý vị nói đúng, cái vấn đề ở chỗ là cái tâm lý quý vị như thế nào mà ngồi lý luận với nó, hiểu không? Nó nói sai hay đúng nó không, chuyện nó không quan trọng. Quý vị sai hay đúng cũng không quan trọng. Điều quan trọng tại sao rảnh quý vị ngồi để lý luận với nó. Thế gian này cũng vậy đó. Cái chuyện họ nói sai hay đúng nó không quan trọng. Cái chuyện mình sai hay đúng mình không quan trọng. Cái quan trọng tại sao mình rảnh quá mình ngồi để mình lý luận với người ta. Cái người mà đã mật hạnh với mật dụ là giống nhau rồi thì cứ để cho họ đi, họ đi cái đường của họ đi, đừng có đụng vô. Rảnh ngồi lý luận với họ làm chi?